Nhưng mà tại sao Quân lại là mong muốn làm nhà đến như vậy? Bây giờ thì ông với bà cũng đã già rồi, em cũng còn bé thì em chưa làm được nhà mới để cho ông với bà ở nốt quãng đời còn lại của ông bà. Thì bây giờ em cũng muốn đi kiếm việc xung quanh nhà, nếu mà ai thuê thì em đi làm, nếu mà còn đi gặp tổ ông thì em lấy cho anh bán, để lúc nào anh mà làm nhà thì em lấy cho anh, để ông bà, để lúc nào anh làm nhà thì được cho ông bà được sống hết quãng đời còn lại, để ông bà còn có nhà mới để ở. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nên em gửi một lời chào tới các ba ông bà trên kênh nhé. Chào các bác. Cô bác, hôm nay thì cháu được lại tiếp tục xuống cái nhà của em Quân, cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu được xuống thì không có bắt gặp em Quân ở nhà cả. Là thấy là ông là đang chuẩn bị hình như là làm chuồng trại, cô bác. Này chuẩn bị hoa lâu bè rồi bác cũng. Đây là cái cây này về là hôm qua là Quân đi chặt về cô bác. Chỗ này thì là chắc là vừa rồi ông xẻ hết rồi cô bác, này không biết là ông xẻ hay là em Quân xẻ nữa. Đi hóc tiệm ấy ra cùng. Tiếp tới nè. Thế là ông này đang ngâm cứu là chuẩn bị là làm chuồng dê ở thế này này cô bác này. Đấy, tận dụng lại cái sàn nhà để mà làm chuồng dê. Đấy là ông chuẩn bị đặt ra những cây to về. Hôm nay thì có nghiêm xuống ấy, thì chắc chắn thì để một tí nữa là nghiêm cùng cháu Lực hỗ trợ ông để làm luôn. Y Quân phải đóng về đây cùng. Phải đóng à? Phải đóng ra. Ông vừa bảo là em Quân thì đi rừng rồi, không biết là bây giờ Quân đi đến mấy giờ thì mới về. Cái này ông phá cho mấy cùng rồi nè. Cùng ông bà mà làm ta nghiêm phá hự ở mấy này. Vậy ông thì vừa rồi là trẻ cái cây này để mà làm đôi cô bác ạ. Còn là ba cây nữa bây giờ thì chỗ Lực sẽ cùng với lại ông là hỗ trợ ông để mà trẻ cái cây ra. Quân thì bảo là lên rừng. Không biết là em ấy đi tìm cái gì cô bác ạ. Có thể là cái đợt này là hay vào mùa vụ mật hay là nấm nấm hương cô bác. Thì em Quân đi khai thác. Bé Hiếu đi ra kia. Ra, mày lên Bí Hiếu, mày. Cái này là bộ Hai. đôi nhỉ? Hiếu thì chắc là vừa mới ngủ dậy sao các bác? Bộ đôi đấy bạn ơi. Này thì ông bảo là bộ đôi. Bộ đôi. Phá dùng tích cái này và tốt thì tới là gì nè. Cũng. Cái búa này. Bố đây là bố chắc là ông cũng tự làm thôi. Cây này thì phải là dao thật cứng, như con dao này thì mới bổ được. Cho đây, đây, ra đây chú bảo, ra đây chú bế một tí, đây chú bế một tí, đây, chú bế một tí, đây, bạn cầm nhá, ra đây là chú bế bế một tí, bà đi đâu rồi, hả, bà đi đâu rồi, đừng có để tay vào mồm, đừng không bỏ tay vào mồm, bà đâu rồi, hả, à, bà đâu rồi, bé Hiếu khoanh tay vào, chào các bà nhá, nhá, khoanh tay, chú dậy nào, đây, khoanh tay, đây, con kính chào các bà, ăn miệng không? Đấy, khoanh tay vào, con chào các bà đi. Con kính chào các bà. Xin chào bà. Nào khoanh tay lại, khoanh khoanh tay vào. Khoanh tay. Con kính chào các bà. Chào bà. Ừ, anh Quân đi đâu rồi? À. Thế bà đi đâu rồi? Bà của Hiếu là đâu? Hỏi anh Hiếu thì nói chuyện là rất là ít của bác. Thế bây giờ Hiếu ngồi ghế này đợi nhé. Ngồi ghế nhá. Để chú với lại ông làm cái này nhá. Nha, ngồi ra đây. Thì tí nữa không có đợi chúng. Đây, ngồi đây. Ngồi đây. Đây, ngồi đây nhá. Ôi, có nước rồi nhỉ? Đây này. Có
này nước ngọt đấy. Nhưng mà cái búa này, búa đấy là nó như sắp tuột rồi. Cái đoạn góc này nó cứng hơn thì nhân là bổ nó khó hơn nhỉ. Ôi trong này có con gì nhiều lắm này này. Ôi đây con gì này. Đây từ cá hiếu nè. Nè, tôi còn bé. Con bật ơn một lúc thăm cho ấy. Con cái này là con sâu này có bác này, con sâu cái tre, sâu tre. Nè, hiếu từ cá này à? Được rồi, nào. Thì mê à? Tụi nè à? Thì đòn. Tụi đây thì mê hả? Thì đúng ý. Thì đúng. Ừ. Thì con thì đúng. À, được chưa? Cái đấy được chưa? Còn là hai cây này là chưa có bổ đâu. Sáng thì là chắc là ông cũng một mình là lói hoay là bổ là gần là xong rồi. Sáng nay thì cháu Lực cũng không xuống được sớm các bác ạ. Đây, hiện tại bạn Nghiêm thì cũng đồng hành cùng cháu Lực rất là nhiều và bạn ấy cũng mở ra một cái kênh YouTube của bác. Thì rất là mong các bác sẽ qua bên kênh của bạn Nghiêm để mà ủng hộ. Cháu Lực sẽ để ghim kênh bạn Nghiêm ở dưới phần bình luận. Các bác vào đấy thì tìm nó dễ hơn. Tại vì là mới đợt đầu làm kênh thì nó chưa có đề xuất các bác, tìm nó rất là khó. Cũng mong sao là mấy anh em cùng đi làm cái chương trình thiện nguyện như này để mà giúp đỡ được thêm những hoàn cảnh khác. Như ngôi nhà của Quân thì ở dưới này cũng rất là thấp các bác ạ. Đi là phải là quý. Sửa lại cái bố à. Cái này phải edit được lắm ông ơi. Cái bộ này phải ạ. Cho phần biết cái quả. Phần biết quả. Phần bật tóc phải cái đây chứ mình cũng. Vào đây. Đọc bật. Đừng xử mấy. Bạn đọc đi. Lên này lên. Đưa vào đi. Đấy, đến đây nó khác ấy mà. Cái này thì chắc là để dưới phần sàn hay sao các bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ hộ em Quân là vát luôn. Nhưng mà cái chậu này thì liệu có đủ không? Có cái loại cái xô, có cái chậu to hơn không? Vẫn trong nhà có. Thưa các bác, vừa rồi thì em Quân có đi lấy được một chút mật ong này các bác này. Bây giờ thì cháu Lực sẽ mở ra cùng em Quân là vát luôn cái mật ong. Cái mật này thì là có ở tổ trên cây cao không hả Quân? Có. Tổ trên cây cao à? À.
Thế là sáng nay đi lấy thì lấy bằng cách nào? Em chỉ lấy tay lấy với lại dao cắt thôi. Dao, dao lấy à? Là cắt cả tổ nó về à? Vâng. Mọi lần trước thì Quân đi đấy cô bác, là Quân hay là lấy nguyên cái mật của nó về thôi, không lấy sáp. Nhưng mà cháu Lực bảo Quân là bảo là cứ lấy sáp nó về đi. Ở đây thì nếu mà các bác nào mà mua mật ong ấy cô bác, thì cháu Lực sẽ gửi tặng cái sáp này cho các bác riêng. Nhưng mà khi các bác mua mật ong ấy thì cháu Lực sẽ miễn cái tiền ship cho các bác. Nhưng mà cháu Lực gửi cái tiền là gửi cái sáp này đi này. Cái tiền sáp thì là các bác sẽ tự trả các bác nhá, tự trả tiền ship thôi và tặng cho các bác. Còn bây giờ thì cháu Đức sẽ hỗ trợ em Quân là mở một chút đã. Hay là Quân bỏ 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 ra cái này để mà xem đi. Đây bỏ ra đây. Có bao tay không? Có. Bao tay à? Đó. Đấy, lấy thử ra xem một chút xem nào. Này, Nghiêm chắc phải hỗ trợ cả Quân đó Nghiêm ạ. Nghiêm ở cái chỗ góc bé Hiếu kìa. Có lấy đi ông, lấy mật ong như này thì có bị đốt cái nào không? Mà lần này đi lấy là không bị đốt đâu. Lần này không bị lấy đốt à? Đó. Thế mọi lần là đi lấy thì là bị đốt à? Đó. Đấy, có vẻ như là Quân đi lấy đấy cô bác, thì là mỗi lần em đi lấy thì sẽ là một cái nghệ một 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 cái gọi là cái điêu luyện hơn đấy. Này mình có phải lấy lửa đốt không? Để em không được. Không à? Vâng. Thế là như thế là trèo điện lấy lên lấy rồi à? Vâng. À, đỉnh đấy nhỉ. Đây, dây nịt đấy. Đây thì buộc tầm 2 giây vào thì nó mới chắc được. Đây thử bỏ ra xem nào. Ui. Chỗ này thì chắc là được tầm độ 7 8 cân đúng không á? Đây. Màu mật màu mật màu mật vào cái mùa vụ này thì màu rất là đẹp các bác. Mở ra. Ok, chậu này bé. Chậu này bé hơn à? Thì bây giờ bỏ vào cái chậu to đi. Đây, em cất này đi. Anh bỏ vào cái chậu to. Nhấc ra để cho xem cho cái nó khăn này để vào trong chậu thoải mái hơn. Đây, dây này. Vâng. Wow, đây này cô bác này. Còn có cả con ong nữa chứ. Quân cầm lên này. À đây thì, đây là một hai hai ba tổ đây à? Đó. Đây là một tổ à? Đó. À đây này là một tổ à? Đó. À vào đây này. Cái tổ ong nhìn rất là đẹp cô bác ạ. Cái con ong này thì như kiểu là nó đen hơn đấy nhở? Dạ. Quân nó bỏ ra đi, bỏ ra đi. Cái này thì bỏ ra. Cái này thì một tí không lấy vắt đâu, bỏ ra cho nó ráo thôi. À. Đấy. Lấy cho ông bà nếm thử một tí đã, có bát không? Có. Đấy, để cho ông bà ăn một chút. Có bát không? Để cho anh mượn một cái bát. À, cùng ăn vào đây cùng. Ui. Cùng lắn đi ăn. Cái bầu cái mật mật khoái này cô bác này thì cái tổ của nó sẽ là to hơn cô bác nhá. Nhìn là cái mật rất là đẹp và rất là thơm các bác. Ủa đây lấy cho bà đây, đây bà này, đây lấy cái này cho bà đi, cho bà cho bà ra đây đi, lấy cái nào á? Muốn khử pè đâu? Đấy, ông bà là mỗi người nếm thử một chút cái mật của em Quân các bác. Ông ngồi đây tổ to chưa các bác ơi? Hiểu không? Có lực xin phép là bóp bóp một tí của bác cho các bác này nhìn thấy cái giọt mật mà nó rơi xuống này các bác này. Ồ, trông rất là đẹp. Đấy để đâu nhỉ? Từ em bây giờ để vào trong nhưng chậu. Nhưng hẳn ra. Đấy, nhưng ra một tí. Xong là mình đổ đổ qua cái. Đấy, cái này nhấc ra đây. Cái này thì không lấy vắt đâu Quân nhá, để nó tự ráo nhá. Rồi. Đấy, bỏ vắt vào trong kia đi, đổ vào trong, đặt cái xô này lên ra lên tí. Đấy, bây giờ làm nào đổ đổ vào. Đấy, đổ ra đi. Đổ vào từng chút một thôi. Đổ vào bên này xuống. Bên dưới khá lên. Đây đây. Ở đây có bác này. Màu mật đặc sạch luôn. Đặc sệt luôn cái màu á.
Đấy nha. Anh em cầm khăn ngay. Đấy, bên này cầm cả bên này anh em, cầm hết đi. Cầm hết đi. Đấy cho anh em cầm thôi. Đấy, đây nhấc lên thì mới nó mới chảy xuống ạ. Đây, những cái giọt mật mà rơi xuống của bác này, nhìn trông rất là đẹp và một cái màu có vẻ như là cái tổ này là nó còn vẫn còn hơi non thôi nhỉ. Vâng ạ. Nhìn cái màu mật là nó không có được vẫn chưa được đen hẳn. Nếu mà cái tổ nào mà nó đen hẳn đấy các bác, thì tổ nào mà nó lâu năm ấy thì cái mật của nó là sẽ màu đen hơn. Mật ong thì chắc là các bác cũng biết là cái công dụng của mật ong rồi, rất là tốt, trị ho này, ngăn ngừa các bệnh về cái tim mạch, giúp cho mình có thể là những cái mình uống mật ong đều đặn. Các bác mà cứ buổi sáng về là pha một cốc mật ong uống, kèm với lại thêm là một chút chanh nữa thì rất là tốt. Đấy nhìn không đặc, bây giờ đặc. Bây giờ nhìn đặc à? Cái này cái chậu đổ. Cầm cái chậu nhá. Chỗ này để theo Quân nghĩ là được tầm độ bao nhiêu lít? Đấy, em cũng không biết được. Không nghĩ à? Không biết được à? Thế nếu mà cầm về thì được tầm bao nhiêu cân có biết không? Thì chắc cũng tầm 10 cân sau. Đây còn là đây là sáp này của bác này. Ở đây thì có vẻ như là sáp Quân còn lấy cũng lấy ít thôi nhỉ, không phải là nhiều. Chỗ này là gọi là nguyên một tổ à? Đây, bên này thì là nguyên một tổ nữa cô bác này. Đấy sao ở trong ra? Đấy sao ở trong có lọc lại thêm một lần nữa đấy, để cho nó sạch hẳn đi. Đây bây giờ đang tay mình đang dính thì là lọc giúp Quân là lọc cho nó sạch hẳn đi. Đây lợn ăn được không? Thì có. Cái sáp này thì là nếu mà ở trên bản ấy người ta hay dùng để như kiểu là mình khâu kim chỉ ấy nhỉ? Vâng ạ. Khâu kim chỉ xong là bây giờ lấy cho ông bà lúc nào. Ông bà mẹ. Ô, thuốc dê à? Hốc thuốc dê à? Thì dạ. Nhưng có chỉ nó. Quân nữa nếm thử đây một tí. Ai à, ra kia ăn luôn à? Nhưng mà đi lấy mật ong được xuống thì có ăn luôn không? Không ạ, tí nó đốt đấy. Tí nó đốt à? Vâng. Thế là về nhà mới dám ăn à? Vâng. Đi khai thác được những cái lít mật này về thì cũng không phải là đơn giản đâu các bác ạ. Rất là vất vả. Các bác rất là mong sẽ được các bác ủng hộ làm mật ong của em Quân của bác nhé. Đấy, những cái lúc vắt thì chắc chắn là nó sẽ hao đi một tí đấy nhở. Vâng. Này thì chắc là để đây. Còn bây giờ lại lọc vào cái chậu này, bây giờ đổ vào đấy nhá. Bây giờ thì hai anh em lại cầm nhá. Vâng. Anh em tiếp tục lại lục. Em xem cái chậu cái xô cái sạch không? Lại lọc thêm lần thứ hai nữa các bác ạ. Lọc nhiều lần để cho nó hết những cái ủa kiểu cái vỏ sắp của nó. Được chưa? Được chưa? Rồi, bắt đầu. Nó xuống à. Không phải đổ vừa thôi, đổ nhiều quá tí nó tràn qua. Nếu không là mất ra rất là nhiều mật. Quân kéo căng tí. Hãy
Mùa này thì nấm hương này ít hơn ở Quân. Vâng ạ. Thế là Quân là đi là không có thấy lấy được nấm hương mấy. Vâng. Mà sáng nay anh biết là Quân đi lấy mật thế này thì anh cùng Quân đi rồi. Vâng. Cùng Quân để ghi hình cho các bác luôn. Sáng nay em sợ anh bận thì em không gọi anh xuống. Vâng. Nhưng mà cái tổ này là em đi gặp lấy là em lấy luôn à? Vâng. Nên nếu mà để lâu thì là sợ họ lấy. Là sợ họ lấy. Ừ. Từ kéo chạy có việc không? Cái này thì anh sẽ không vắt cho Quân nhá. À. Thì cứ để cho nó ráo thôi, mà nếu mà các bác nào mà lấy thì gửi nhá. Vâng. Được chưa? Anh đổ nốt cả cái này vào nữa. Một tí nữa. Cái con ông khoái thì nó sẽ khác cứ lại con ông mật các bác nhá. Con ông khoái thì là cái con của nó là nó màu đen hơn này các bác này. Đấy, đen hơn và nó to hơn. Đấy, còn nếu mà như mật như con ông rừng ấy thì con này là con nhỏ hơn thì nó không được đen hơn đâu. Đây, anh đổ hết cho. Căng ngày được. Cái này thì chứa ho rất là tốt đây này. Nếu mà mình ngâm thêm là một chút tỏi này, hay là mình ngâm với lại hoa đu đủ ấy các bác. Cơm nồi pep ra anh để anh đem xuống cho Quân thì vẫn còn đúng không? À. Như nếu mà cái mật mà trước Tết ấy cô bác mà điện có nhận được ấy thì là nó bị hơi bị lặng ở động lại ở cái phần đấy ấy, thì là nó không phải là mật ong mà pha đường các bác nhá. Rất là nhiều các bác không biết mật ấy thì các bác sẽ nghĩ rằng là đó là mật đường ấy, nhưng mà không có phải là mật đường các bác ạ. Bây giờ thì thay găng tay mới đi nhỉ. Tay cúng ơi, tốt xem một cúng không? Từ từ nha, để anh bỏ cho. Tại vì tay anh vừa. Còn găng tay không Quân? Có găng tay à? Đó, trông này. Ông nọ thì cháu Lực cũng lấy cho Quân là một chút là cái chai các bác, cái chai là loại 1 lít xuống ấy. Đấy, cho em Quân là em ấy sẽ tự là lấy được bao nhiêu thì em sẽ tự rót ra chai. Đây thì chắc là để tạm vào cái chậu đi, chắc tí giặt sâu nha Quân nhá. Vâng. Để vào cái bên này. Bên kia thì nó là cái sáp nó. Đấy, còn là cái sáp thì cái này là 3 tủ các bác ạ. Ở trong này vẫn còn rất là nhiều mật thì cháu Lực sẽ đem về là sẽ đổ lên Quân là đổ để vào trong cái rổ ấy để cho nó ráo hết cái mật nó. Mà các bác muốn lấy cái mật ong này đi cái sáp ấy để mà đi ngâm rượu hay là các bác ngâm gì thì cũng được. Có cái gì để mà mình làm gáo múc không Quân? Giờ chắc phải lấy cái bát thôi. Cái bát thôi à?
Vâng. Số màu viên à? Lấy cái bỏ cái chậu lớn này đi, xong lấy cái chậu kia đây. Vâng. Lấy cái chậu có sáp ấy. Đấy. Này thì sẽ đổ ra cho Quân là xem là được bao nhiêu lít rồi nhá. Vâng. Xem là cái thành quả hôm nay Quân đi lấy là được bao nhiêu lít. Từ cái tồn này đấy dù bài phá ta dù chăm mấy súng cũng ăn dùng nè. Từ bao lâu mới này thầy? Cái này đúng là khảo chiếu đúng một ông khoái này rồi. Đấy, một gáo như này thì còn chưa có được à, một lít đâu cô bác ạ. Một lít thì có vẻ như là nó nhiều lắm. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thưa cô bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Quân là vắt xong mật ong của em Quân rồi cô bác. Hiện tại thì không phải là vắt cô bác nhé, để mà lọc qua thôi là được 4 lít cô bác ạ. Thì rất là mong các bác sẽ ủng hộ là mật ong của em Quân. Đấy, còn và nếu như cô bác nào mà nhanh tay đi cô bác, là sau cái thước phim này mà cháu Lực đăng tải lên thì còn sắp đấy, còn để mà thêm gọi là 1-2 ngày thì chắc chắn là sắp là sẽ hết rồi. Đấy, mật ong thì màu mặc dù là tổ nó không có được được lâu năm đấy cô bác, đấy nhưng mà mật nó rất màu, nó rất là đẹp và mật ong nó rất là thơm. Đấy, mật ong nguyên chất thì các bác cứ yên tâm cái chất lượng và cái sự mà mật ong chuẩn của mật ong rừng của bác nhá. Đấy, và xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, Quân này có lời nào muốn gửi tới cho các bác để cho các bác yêu quý mua giúp Quân là mật ong không? Em có. Cái đấy là cái điều mà mỡ của em Quân của bác ạ. Cháu Lực cũng không mong gì nhiều. Cháu Lực cũng chỉ mong là khi mà các bác có theo dõi được những cái thước phim của em Quân đấy các bác. Em Quân có chia sẻ những cái điều mà ước mơ của mình, thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ được sự đón nhận và yêu quý của các bác dành tặng tới cho em Quân, để cho em Quân là có được một cái ngôi nhà như ngôi nhà mơ ước để mà ở các bác ạ. Không cần ngôi nhà là phải to các bác, chỉ cần là một cái ngôi nhà mà ở trong đó là có những cái sự tình yêu mà ông bà dành cho em Quân, em Quân dành cho ông bà, thì điều đấy rất là tuyệt vời đấy cô bác. Đấy, cô bác cũng theo dõi được từ những thước phim mà đầu tiên cháu Lực chia sẻ lên, thì em Quân là một hoàn cảnh mà phải nói là rất là đặc biệt cô bác ạ. Năm nay thì lên là 15 tuổi rồi. Đấy, nhưng mà em còn phải là gồng gánh 4 chữ cơm áo gạo tiền rất là mệt mỏi. Đấy, nhưng mà em cũng không có hề là than vãn,
và oán trách một chút nào cả cô bác ạ. Đấy, hiện tại thì được là cho là thêm là 5 lít cộng lại cả cái chỗ mà anh chưa để cho ráo hết đi nhá. Rồi. Thì là coi như là anh hiện tại là đang cầm của Quân là 5 lít nhá. Rồi. Lúc nào mà anh gửi bán được hết thì anh sẽ đưa Quân. Rồi. Để cho Quân để vào cái quỹ riêng của Quân. Rồi. Sau này mà thí dụ như anh đang làm nhà đấy là thiếu một cánh cửa chẳng hạn thì Rồi. Quân cũng có thể là dùng cái đấy ra để mà làm, để mà có tiền để mà làm cửa nhá. Đấy, bật nắp chặt lại. Đấy thì anh xin phép là anh sẽ cầm về nhá. Đấy, và khi mà cháu Lực mang mật ong này về các bác thì cháu Lực sẽ có thêm là một cái lớp ni lông ở trên cổ này các bác này, cháu Lực sẽ khò lại để cho nó bịt kín. Và ở phần thân chai thì sẽ có tem logo bản em ở bên cạnh cô bác nhá. Và cháu Lực cũng xin nói lý giải về mật ong một chút cô bác nhá. Có rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị, nếu mà mua được những cái lít mật từ vụ trước Tết ấy thì nó sẽ bị động lại ở cái phần dưới đáy này này một chút cô bác. Động lại một chút, nó như kiểu là đường động lại đấy cô bác, nhưng mà không có phải là do cái chất mật vào cái mùa đông ở trên chỗ vùng cao nó là như thế cô bác á. Nếu mà còn mật ong bạc hà thì chắc nó không có bị hề bị một chút nào cô bác ạ. Mật ong bạc hà đấy. À, hiện tại thì cháu Lực là gian hàng thiện nguyện, cháu Lực thì cũng có gồm là mật ong khoái, mật ong rừng và mật ong bạc hà, cộng thêm là trà sán tuyết, còn là thêm là những cái đặc sản ở trên vùng cao nữa, thì rất là mong các bác sẽ ủng hộ để cho giúp cho em Quân với lại cháu Lực chẳng hạn. Cháu Lực thì giúp cho khi nào mà cháu Lực đi hoàn cảnh mới thì cháu Lực sẽ trích cái tiền đó ra để mà đi và giúp cho cháu Lực có thêm cái kinh phí đổ xăng đi lại nữa các bác. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì cũng đã hộ Quân là vắt xong rồi, thì xem là chuồng trại của Quân đấy. Đấy, đến công việc, đáng lẽ ra công việc hôm nay này của bác này thì xuống là giúp cho em Quân là làm chuồng trại đấy, nhưng mà thấy Quân là đang đi lấy mật về thì là tiện thể là cháu Lực là hộ em Quân và ghi hình lại luôn. Thế còn là cái này thì để đây tạm đây nhá, để xem là cái chuồng trại nó như thế nào đó. Vừa rồi thì thấy là ông là cũng trẻ ra là được rất là nhiều rồi đấy, nhưng mà cái này thì là Quân là để ở phần hên ở phần ở ngoài nó hay là để phần dưới cái sàn nó để dưới sàn để cho con dê ngủ, sàn là cho con dê ngủ qua à. Đấy, bây giờ hiện tại là đang có anh với lại anh Nghiêm ấy, thì là em cần cái sự là hỗ trợ nào thì là bảo với lại anh với anh Nghiêm để mà hộ luôn. Là thế là quyết định là làm ra bên này à? Vâng. À. Đấy. Bây giờ là em muốn là làm như thế nào thì em phải nói qua để cho anh với lại anh Nghiêm đều biết. Bây giờ em phải đóng vào cột này với lại cột dưới. À, em đóng vào cột này à? Vâng. Thế là như này đúng không? Vâng. Dê thì nó không có bao giờ ngủ dưới đất cả của bác ạ, dê ấy. Cho nó lên một tí. Cho lên một tí ra đến đây à? Vâng. Đóng đinh ở dưới đúng không? Vâng. Đấy, cần như nào thì là bảo anh với lại anh Nghiêm luôn nhá. Vâng. Đóng dưới nào? Đóng vào đây. Dịch ra kia kia. Vâng. Đấy, nếu mà hôm nay mà làm mà chưa có kịp đấy cô bác thì ngày mai tiếp tục là cho Lực xuống là hộ Quân. Hay có thể là ngày mai xuống thì Lực ghi hình được. Còn nếu mà làm mà không ghi hình được thì cho Lực sẽ không có ghi hình cột nữa. Cột nhà dễ chuyện này. Hả? Đóng ôi đóng đáng lẽ đóng dưới thôi, đóng dưới cho nó ở thôi. Không cần nữa, phải đóng như thế này là nó mới chắc. Mới cột ra. Anh đóng cũng được đây, đóng đi. Bạn đứng ra bên này. Rồi. Dưới sàn nhà thì cũng rất là thấp các bác, đứng cao đầu cả là bị đập trúng cái thành ngang của cái nhà luôn. Đấy. Còn là về dê các bác thì cái chất thải của dê phân chuồng là mọi cái thì có rất cũng rất là sạch sẽ các bác. Được chưa? Em phải làm cao thế này lúc nào mà hót phân đúng rồi. Nó mới lấy được. Làm thấp quá thì không hót phân được. Bây giờ đóng thêm cột nào trước, cột này trước à? Còn là cái bên này thì tí dùng là cây bên này à? Nhưng mà cái này tí mình vẫn phải kê cưa cây này để trên này cho nó chắc hơn. Có cần nữa không? Giờ chắc cũng chỉ cần đóng đinh ở đây chắc cũng... Từ từ đã, để anh đo đó xem là nó bằng nhau chưa. Cây vừa rồi Nghiêm để đâu nhỉ? Đấy. Sao kìa ra kìa.
Được chưa? Được đúng không? Được rồi. Thế sao phải tống Hải Đinh nhỉ? Hải Đinh à? Ôi rồi rồi. Thêm một đinh nữa dưới này này, cho một đinh nữa. Để cho nó có cái để cho nó chắc luôn. Ui. Lại đóng ở bên kia nữa. Thế là bên này là dùng cây cây này à? Cái này có cần xẻ không? À, cái đấy tí lấy cây à. Không lấy cây đấy đâu. Không lấy cái này à? Ờ. Thế à. Ồ chắc lúc đấy anh à. Chắc lúc đấy ông bổ trúng cái cây bé kia nhỉ? Ôi, giờ để em phải xem. Dạ. Vâng ạ. Bây giờ em dịch cái này ra đó. Dịch nó ra đâu bên kia. Chỉ em lấy cái này nó mới chắc chắn hơn. Cái này không phải đóng đi nhá. Cái này là thì lấy cái thép ly buộc xuống này nhờ. Vâng. Đây. Lúc đấy em định lấy cái kia để như thế này. Ừ. Nhưng mà nếu mà theo anh ấy, quân đấy mới cưa xẻ này. Xẻ cái này nó chắc hơn. Vâng. Xẻ nó nhỏ một chút xong là dùng cái cây này là cái cây này cũng là cây chủ lực của nó ấy. Vâng. Đấy. Ở kia thì nó đã có cái cây kia rồi, đáng lẽ là vừa rồi là anh em mình làm cho nó cao bằng cái kia luôn. Đấy thì sẽ không phải đóng nữa. Vậy thế bây giờ đi gom về hết để từ đầu bên kia ra thế. Rồi. Tí nếu mà tí xẻ sau. Bây giờ rồi. Em lấy cái này ra bên này để đây đã. Là gọi là xếp cho nó. Xếp cho. Đừng để cái này luôn chứ. Không. Nhưng mà cái nói quá. À, sao chắc rồi. Anh sợ nó bị ấy quá. Ui ôi, lúc đấy. Còn chưa ấy bên này. À, ừ. Anh lấy dao về đây. Để em gọt cho nó bằng nhiêu. Này nó phải đặt cửa nhá. Vâng. Thì sẽ nhanh hơn. Đấy, nếu mà để cho được với lại em Quân làm thì sẽ chậm hơn. Eo. Con chỉ má của Quân thì cũng đi rất là tốt cô bác ạ. Thank you.
Này đi ạ, à, còn phải làm cửa nữa chứ nhờ. À. Những ngày mai là đi lấy thêm cây để mà đóng vào đây luôn Quân ạ. À. Đóng vào cái cột nhà này luôn. À. Chỗ này độ tầm là 4-5 cây nữa. Giờ anh cứ lấy về đi để em gọt. Em gọt xong em đẩy vào. Cây chắc là chưa đủ máy nhỉ? Chưa đủ. Thế chưa đủ thì à? To. To thì à? Ai đấy thì vào đầu bên này. Mai thì cho mà chặt cây để mà mình làm thêm chỗ này nữa này. Vâng. Chỗ này nữa này. Cửa nữa. Đấy. Đây này có một con gà đang ấp trứng nữa các bác này. Cái này thì có một cái thì không có trứng. Mai là làm thêm cái cửa nó chống từ cái cây ngang ngang này này. Chống cây ngang xuống. Coi cái này cây to quá này. Không vừa đâu, cái này cao quá rồi. Tí cây cứ thấp cây cao. Cái này thì à, nếu mà bây giờ trẻ ra, trẻ làm hai thì à, để mà đóng ở kia. Cái này mà để đóng mà. À, cái này ngày mai thì à, đi chặt thêm cây về thì là sẽ để làm ở phần bên này nữa. À, hiện tại thì là à, cây có như nào thì là cùng em Quân là làm như thế đấy thôi các bác. Như này thì à, dê thì ở trong là cũng à, thoải mái, dê thì nó thích ở nhưng trên cái cây à, à, những cái thanh cây như này hôn cô bác này thẳng thẳng quá thì nó cũng không thích ở mấy đâu, tại vì là dê nó là một cái móng á, móng dê nó là thuộc dạng như kiểu là leo trèo đấy. Cái này thì à, không biết là trước là làm những cây gì đấy, phơi gì đấy Quân này? Hôm trước à, lấy treo đậu ạ. À, mua đi à, vào cái mùa đậu tương đấy không bác, à, đi hái về để mà phơi à, trên những cái thanh ngang này. Đây bây giờ thì còn đang một tấm nữa để em Quân đặt hết đã. Bây giờ ở cái chỗ chuồng bên kia thì nó à, hẹp quá các bác ạ. Bây giờ thì dê nó cũng chuẩn bị là đẻ thêm ấy, thì phải làm chuồng nó to rộng rãi lên. Làm giường ngủ cũng được đấy nhở. Không thì mấy nữa Quân cưa cái này Quân này, cưa để làm mà tấm ván này, à cưa để làm mà cái cửa này. À. Chỉ cần cưa hai cái này là thành cái cửa luôn rồi. Nha. Cây vịt. Hôm nay thì đáng lẽ ra là nếu mà sớm ấy quá, sớm thì là sẽ cùng em Quân là hoàn thiện là thêm cái phần là chuồng dê luôn. Vừa rồi thì nếu mà không có bắt gặp Quân là đi lấy mật về đấy thì cháu Lực cùng với Quân là cùng với lại bạn Nghiêm nữa thì sẽ thêm đi chặt thêm cây về. Bây giờ thì trời cũng khá là muộn rồi, trời khá là muộn rồi, thành ra là cháu Lực không có thể mà ở lại được nữa. Cái công việc hôm nay thì vẫn còn dang dở thì rất là mong các bác sẽ thông cảm các bác nhá. Cháu Lực hứa rằng là sau cái thước phim lần sau khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì sẽ hoàn thiện là cái chuồng dê của Quân. Bây giờ thì chỉ biết là làm như thế thôi cô bác, chứ cháu Lực cũng không có biết làm như thế nào.
Và dê đấy cô bác, dê thì nó không có ở chuồng, ở cái chuồng mà mình xây bằng gạch ấy, là nó rất dễ là bị đau bụng, thành ra là không có làm như thế được. Mình chỉ có làm lấy cái cây về hay là những cái tấm ván để mà cưa về thôi. Còn là nhà Quân thì không có cái cây to để mà cưa ván ấy. Nếu mà có cây to thì là Quân đi xem là cây nào mà được thì là cưa về nhá. Cưa về thì để mà giải ván, làm ở cái phần gầy cái cột thôi. Còn ở dưới thì là mình dùng cây về nhá. Dê thì nó không có ở bằng đâu. Bằng là nó kiểu nó như kiểu cái móng của nó không phù hợp đấy các bác. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực của bác nhá. Đấy, và cháu Lực cũng rất là mong sẽ được các bác là qua kênh của bạn Nghiêm để mà ủng hộ cho bạn ấy thêm một lượt đăng ký kênh nữa các bác. Và cháu Lực sẽ chia sẻ lên kênh của Nghiêm là kênh gì bạn nhỉ? Kênh Thế Hệ Vàng. Là kênh của Thế Hệ Vàng đúng không? Thì cháu Lực sẽ ghim cái kênh của bạn Nghiêm ở dưới phần bình luận. Thì rất là mong các bác sẽ qua bên kênh của bạn Nghiêm để ủng hộ cho bạn Nghiêm cũng như là cháu Lực cô bác nhá. Để trong thời gian tới thì sẽ hứa hẹn là có thêm đi chia sẻ được thêm những nhiều cái hoàn cảnh mà còn đang khó khăn ở trên vùng cao này nữa. Thì rất là mong các bác sẽ đón nhận. Và bây giờ thì lời cuối cùng thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Nghiêm, xin chào các bác. Xin chào các bác.